hai đội bóng đã trải qua những trận đấu điên rồ ở vòng 1/8 Euro 2021. Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đụng độ ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra tại Saint Petersburg. 23 giờ ngày 2 tháng 7, sân vận động Krestovsky, Saint Petersburg vòng 1/8 Euro 2021 đã khép lại với những kịch bản ngoài sức tưởng tượng của giới mộ điệu, trong đó Tây Ban Nha và Thụy Sĩ là hai đội tuyển trải qua những trận đấu kỳ lạ nhất. Những trận hòa 3-3 trước Croatia và Pháp, sau đó là 30 phút hiệp phụ và cả loạt luân lưu cân não ở trận đấu của Thụy Sĩ tạo nên cặp tứ kết một vô cùng đáng chờ đợi ở Euro 2021. Cả Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều đã tiến sát đến việc phải rời cuộc chơi, nhưng tinh thần không bỏ cuộc cùng màn tỏa sáng của những ngôi sao khiến họ có thêm cơ hội ở vòng tứ kết. Tây Ban Nha vượt qua Croatia ở hiệp phụ. Ảnh Getty Tây Ban Nha của Luis Enrique rõ ràng chưa đáp lại kỳ vọng của cổ động viên, từ thành tích bết bát ở vòng bảng đến trận thắng toát mồ hôi trước Croatia ở hiệp phụ vòng 1/8. Tuy nhiên, ở một giải đấu có quá nhiều bất ngờ như Euro 2021, việc họ đã vào đến tứ kết vẫn là một thành công nếu so sánh với các tên tuổi khác như Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha. Với Thụy Sĩ, tưởng như việc phải đụng độ nhà đương kim vô địch thế giới Pháp ở vòng 1/8 sẽ là dấu chấm hết cho Cechiri và các đồng đội, nhưng họ đã chơi một trận hay ngoài sức tưởng tượng và xứng đáng là ngựa ô của giải lần này. Thụy Sĩ đã gây sốc khi loại De Ti Pháp. Ảnh Getty, cả Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều tiến đến vòng 1/8 với rất nhiều hoài nghi. Và chẳng có điều gì là chắc chắn ở một cặp đấu giữa hai đội bóng này, đặc biệt là ở một trận đấu có ý nghĩa quan trọng như tứ kết Euro. Một chút lợi thế về con người thuộc về Tây Ban Nha, nhưng xét về tinh thần và lối chơi, rõ ràng Thụy Sĩ không hề kém cạnh đối thủ. Thông tin xung quanh đây sẽ là lần đầu tiên Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đụng độ ở vòng chung kết Euro. Tây Ban Nha chỉ thua một trong 22 lần gần nhất đụng độ Thụy Sĩ, trong đó có tới 16 chiến thắng. Đây là lần thứ tư Thụy Sĩ lọt vào tứ kết một giải đấu lớn. Và là lần đầu tiên tại Euro, Tây Ban Nha là đội duy nhất trong lịch sử ghi 5 bàn trong 2 trận liên tiếp ở Euro. Thụy Sĩ cũng vừa trải qua 2 trận liên tiếp ghi được 3 bàn thắng. Đội hình dự kiến Tây Ban Nha: Unai Simon, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata, Sarabia. Thụy Sĩ: Sommer, Ewi, Akanji, Rodriguez, Weimer, Freuler, Ixhaka, Zuber, Cechiri, Imbolo, Seferovic. Dự đoán kết quả Tây Ban Nha 2-1 Thụy Sĩ. We'll be right back.